Hãy uống ngay trà xanh không độ, được làm từ trà Thái Nguyên, giàu vitamin C và EGCG, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Vậy thì bây giờ trước khi đến với thử thách cho chúng ta thì chúng ta hãy đến với một cái phần mini game nhỏ nhỏ để khởi động các bạn nha. Hãy thể hiện một hành động mà bạn cho là có sức hút nhất tới đối tượng. Khi mà bắt gặp một đối tượng ở đám đông, chúng ta phải làm gì để tạo sức hút với đối tượng? Làm gì trời? Đám đông hả anh? Bây giờ khi khó anh tưởng tượng như mình đang đi, mình đang tung tăng đi trên đường. Đây đây em đây, em tưởng tượng đi nè. Khi mình phát hiện ở trong đám đông một nhân vật tung tăng hả? Đúng rồi, đang tung tăng, người ta đang làm, mà mình đi tung tăng gì đó, người ta đang làm gì, tung tăng trên đường đó. Cái mình phát hiện ra trong đám đông, phát hiện ngay trong đám đông một nhân vật. Trời ơi, đẹp quá. Đã quá, muốn cua, muốn làm quen thì các bạn phải làm cái hành động gì để mà có thể làm quen được với người đó? Hả? Đó. Con cứ mình cứ làm vậy hoài hả anh Huy hả? Huy con. Sao mời cái hồi ta hốt anh đi luôn á, tốt. Phúc rồi. Huy Khôn có thể giải thích cái hành động vừa rồi không ạ? Bởi vì xem bạn diễn tôi không hiểu. Đây anh minh họa là em đi bộ đúng không? Ừ. Tung tăng giữa phố đó, phát hiện mục tiêu. Ừ. Em sẽ chuyển thái độ liền, lạnh lùng, pha một chút gì đó nóng bỏng. Khi nóng mình cởi bớt áo ra chứ. Sau đó mình sẽ làm những động tác giống như là các gọi là dancer người ta hay làm. Dạ. Uống lượng. Tại vì em là Huy Khôn mà. Anh sẽ làm gì ta như thở tim. Dân phòng tới anh ơi, người ta tưởng anh bị thở không được á anh Huy. Anh Huy Khôn người ta tưởng anh thở khó thở. Tưởng bị thiếu oxy. Khi người ta thấy em thiếu oxy như vậy, người ta sẽ lập tức chạy lại và hỏi: "Ôi anh ơi, anh bị sao vậy?" Đó là tạo sức hút. Hay. Cũng là một cái hay đó. Kiểu như là khổ nhục kế phải không mọi người? Đúng rồi, khổ nhục kế mà biết đâu mình sẽ còn được gọi là hà hơi thổi ngạt nữa. Hô hấp nhân tạo. Đúng. Đúng không? Trời ơi, được nha. Cái này tôi chịu nha. Em nghĩ là sợ mà nhiều khi mà sẽ có một cái người khác. Ví dụ như người ta nói: "Ôi, tôi đàn ông trai tôi mập tôi nhiều hơi đó, tôi vô tôi hô hấp giùm." Xui nha. Đúng là xui nha. Rồi. Anh Huy Khôn. Lúc đó thì mình sẽ dùng thuật là ẩn thân chi thuật ạ. Cho hỏi giám khảo công chúa Nguyên Hà nghĩ gì về câu trả lời vừa rồi của thí sinh của chúng tôi ạ? Xin mời. Em nghĩ là cái phương án đó nó cũng nóng hơn, hot á. Cũng hot hả? Nhưng mà bình thường nếu mà ra đường mà tự nhiên các em gặp một người xuất hiện trước mặt em và làm những động tác như thế thì em sẽ có phản ứng như thế nào? Em chắc sẽ nghĩ ra là biến thái. Ok. Huy à, phản tác dụng rồi. Tăng Phúc à. Phúc Race. Còn em thì sao? Nếu mà hả, giờ mình đang đi trên đường, đang đi trên đường xong cái mình gặp một người đẹp thiệt là đẹp, mình thích thiệt là thích, cái mình làm gì ta? Mình sẽ bộ mình đi ngang, xong cái kêu cái đứa kế bên xô mình vô cái mình té. Mình té, mình lăn, mình gạt giò người ta luôn. Xong cái hai người té chung. Cái mình xin lỗi, đỡ vậy, đỡ bạn vậy. Nói em có sao không? Anh xin lỗi, lỡ thôi để anh dắt em đi uống nước. Xin lỗi cho em mua ly cà phê hay mua ly trà sữa gì đó. Xong cái làm quen, ghi số điện thoại mình lên cái ly trà sữa. Thế là về có số điện thoại, xong cái mình nhắn tin. Đó, vậy đó. Ủa mà người ta chưa có số điện thoại mình ta. Không, mình giả bộ mình xin số điện thoại người ta đó. Để anh xin lỗi, anh gửi quà qua gì đó. Nói chung là mình phải làm sao cho bạn nó bị thương thì tốt. Nãy giờ tự biên tự diễn hơi nhiều nha. Không phải. Ý là tại vì nếu mà bạn nó không bị gì hết thì mình không có cớ gì hết. Anh hiểu không? Anh Alexander mình được duyên. Không hiểu lắm nhưng mà hỏi giám khảo đi. Giám khảo mới là người nhận xét nè. Giám khảo nhận xét nghĩ gì về câu trả lời vừa rồi? Nguyên Hà nghĩ là đây cũng là một cái cách thông minh để làm quen với một người con gái. Nhưng mà nếu nói về cái chủ đề gọi là sức hút nóng bỏng thì nó lại chưa đúng lắm nhỉ? Không, để vậy mình phải thêm vô khúc sau được không? Khúc sau, thêm sao? Thì mình xin số điện thoại rồi xong mới nói: "Em, hồi chiều em làm té em vậy, em có bị đau không? Để anh hát anh
xoa dịu nỗi đau của em kiểu vậy, cái đó có thể là sẽ hút được một chút á. Chắc là cũng tạm chấp nhận được ha. Đỡ biến thái hơn cái hành động của người kia. Bây giờ mọi người ơi, đây là sẽ là cách của tôi để mà gây ấn tượng. Đây đây đây. Bây giờ tôi em lòng tiếng nha anh Duy. Sao? Duy khuyên. Anh diễn cho anh Huy lòng tiếng. Vào một ngày nắng cháy da người, anh đi trên một con phố nọ. Anh đi rất nhanh và vội vã vượt qua dòng người đông đúc. Bỗng một cơn mưa ào tới. Anh bất chợt phát hiện bên vệ đường cũng có một cô gái rất tuyệt trần đang đứng nấp mưa. Anh sẽ làm gì? Lúc đó anh đang đi chung với Ngô Kiến Huy. Hả? À, em ướt luôn nè. Anh ướt quá. Anh sẽ kêu Ngô Kiến Huy nhào tới quánh tả tôi. Trời đất ơi. Quánh anh á hả? Không. Quánh người kia. Ủa, quánh anh, anh quánh anh, anh quánh. Không, không phải quánh anh, quánh người kia. Ồ vậy hả? Đúng. Ok, em chạy lại người kia. Đúng. Rồi anh sẽ nhào tới quánh em. Nani Mi hả? Ăn hiếp phụ nữ, ăn hiếp người yêu thế hả? Mi là ăn hiếp, ăn hiếp là lên gói. Mi chết. Rồi em phải giả bộ chết, em phải giả bộ nằm xuống, em té xuống. Em ngất xỉu. Đúng, em ngất xỉu. Rồi sau đó anh với người ta sẽ đi về miền hạnh phúc mới. Còn em vẫn nằm đó chơi vơi. Ủa sao cái phần này sao anh thấy em tổn thương quá vậy anh Duy? Trời ơi, mình là bạn bè, mình là anh em đồng nghiệp với nhau thì mình phải giúp đỡ nhau để có, đúng không? Mình phải giúp đỡ nhau, mình phải nâng đỡ bạn mình lên chứ. Nhưng mà lỡ chẳng may em quýnh nhiệt tình quá rồi bạn nữ đó có mệnh hệ gì thì sao? Thì hai mình chạy thôi chứ làm sao bây giờ. Hai mình chạy thôi. Vậy mới nóng bỏng á chứ, bạo được vậy mới nóng bỏng. Không, nóng bỏng em nghĩ là mình tưới xăng. Nóng bỏng hơn à. Trời ơi, chương trình của mình càng ngày càng bạo lực nha mọi người. Không được. Đây là chương trình dành cho tất cả mọi độ tuổi và lứa tuổi. Cho nên là chúng ta hãy bớt bạo lực lại, hãy yêu thương nhau và dành cho nhau nhiều tình cảm các bạn nha. Bây giờ ban giám khảo ơi, ban giám khảo hãy vote đi ạ. Bây giờ sẽ là phần lựa chọn của ban giám khảo, xin mời. Em nghĩ là em sẽ chọn Mi. Hồi hộp. Mi. Đây ha. Ngô Kiến Huy. Wow. Phúc ơi, vỗ tay một cách vô hồn em. Vỗ tay một cách vô hồn, chúc mừng cách vô hồn. Công chúa à, công chúa quả là một người có đôi mắt tinh tế. Tuy là có hơi biến thái nhưng mà em nghĩ là cũng có một chút nóng bỏng và... Ok, biến thái cũng được, em cũng thích biến thái một chút. Ôi trời, công chúa thật sự biến thái mọi người. Hãy uống ngay trà sách Cung Độ, được làm từ trà Thái Nguyên giàu vitamin C và BCCG, công lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.